Trong khi cả hệ thống chính trị, nhân dân cùng chung sức đồng lòng ứng phó bão lũ, thì một số cá nhân vì để câu view, câu like hoặc muốn tăng lượt tương tác trên các kênh hoặc fanpage đã tự ý đăng tải những dòng trạng thái, thông tin sai sự thật về tình hình bão lũ như vỡ đê, ngập lụt, làm ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo, điều hành, phòng chống bão lũ của chính quyền, gây hoang mang trong dư luận. Ngay sau khi vào cuộc, lực lượng công an đã điều tra làm rõ, lập hồ sơ đề nghị xử lý. Đây cũng là bài học với mọi người khi sử dụng mạng xã hội. Tính đến sáng nay, 21 chủ tài khoản Facebook cá nhân đăng tải các thông tin sai sự thật về tình hình bão lũ trên địa bàn tỉnh đã được lực lượng chức năng xác minh xử lý theo quy định. Trước đó, trong ngày 10 tháng 9, các chủ tài khoản này đã đăng tải các dòng trạng thái như vỡ đê, ngập lụt ở một số địa phương trong tỉnh. Thông tin sau đó đã được chia sẻ lên nhiều trang mạng xã hội, khiến cho người dân hoang mang lo lắng. Tên tài khoản của em thì không có một cơ quan tổ chức nào đứng đằng sau xúi dục em làm cả. Mà cái này là em xem trên mạng, em thấy thông tin nó không có chính xác. Nhưng mà em vô tình em đăng thôi thì cũng không nghĩ là gây ra hậu quả như thế này. Thì sau khi em đăng được tầm 10 phút thì em thấy là sai, thì em có xóa bài đăng đi luôn lúc đấy. Không ít trong số các chủ tài khoản bị triệu tập lên làm việc có hệ thống kênh bán hàng online. Để tăng lượt tương tác, theo dõi kênh của mình nên đã tự ý đăng tải, chia sẻ những thông tin không đúng sự thật để thu hút sự chú ý theo dõi của người sử dụng mạng xã hội. Đối với thông tin đăng tải liên quan đến cái tình trạng và lũ lụt và bão lũ trên địa bàn tỉnh Hải Dương, thì mà không đúng đăng tải, mà không đúng sự thật, thì cơ quan công an sẽ thực hiện nghiêm, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đề nghị là người dân là không đăng tải, chia sẻ những thông tin hình ảnh hoặc là nội dung mà nó không đúng sự thật liên quan đến tình trạng bão lũ đang xảy ra ở trên địa bàn tỉnh cũng như là một số địa bàn khác trên phạm vi toàn quốc lên trên không gian mạng. Nếu trường hợp nào vi phạm thì cơ quan sẽ thực hiện xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Việc thường xuyên theo dõi cập nhật các thông tin chính thống về cơn bão của các cơ quan chức năng trong giai đoạn này là cần thiết để có phương án biện pháp ứng phó kịp thời. Người dân không nên tự ý đăng tải, chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng về tình hình bão lũ lên các trang mạng xã hội, đồng thời cũng hết sức cảnh giác trước những thông tin xuyên tạc về tình hình bão lụt tại địa phương của các phần tử xấu, làm ảnh hưởng tiêu cực đến công tác chỉ đạo điều hành của chính quyền và các hệ lụy khó lường tiếp theo.